Chào các bạn này, thì mình cũng xin nói với các bạn một số điều lưu ý như sau. Đối với những bạn chọn cái nguồn máy tính này các bạn này, các bạn đang xem đây là cái nguồn máy tính của mình hỏng rồi, mình vứt đi. Đây là toàn bộ, đây là những nguồn, đa số là những nguồn chết là do nguồn no name, hiểu chưa? Là nguồn không đúng chất lượng, đúng cái sản phẩm. Có cái sản phẩm đó cũng không phải là nguồn công suất thực và cũng không phải là hãng sản xuất chính hãng. Và đây là một số cái thôi, còn một số cái thì mình đã bán đồng nát hết rồi các bạn. Đó. Và các bạn đang xem đây là cái toàn bộ ở đây là cái nguồn no name. Cái nguồn no name ấy nó là nguồn đa số sẽ là nguồn xuất phát từ thị trường China, hay là thị trường Trung của Trung Quốc được chưa? Đó. Đây là những nguồn nó đạt ở mức là nó báo là công suất là 500W nhưng mà thực tế nó sẽ không phải đạt ngưỡng như thế. Và nó chạy nó rất là ổn định và nó rất là hại máy, nhất là các bạn không có cái nguồn điện ổn định nữa và nó dẫn đến cái tình trạng nó reta hệ thống và nó dây ra cái tình trạng và hệ thống của bạn restart liên tục và nó hay bị cháy nguồn này, hoặc là liên quan lớn hơn là nó có thể cháy toàn bộ cái hệ thống mainboard của chúng ta. Các bạn xem vào đây này, đây là cái cây máy tính của mình đó, nó có thể cháy hệ thống toàn bộ hệ thống mainboard của chúng ta. Cho nên các bạn, cái nguồn công suất thực sẽ là cho chất lượng, cho cái máy của ta hoạt động tốt nhất trong mọi điều kiện. Các bạn xem ở trong này có một số cái main của mình. Đó. Nếu mà main nó không đạt một cái công suất nhất định nào đó. Nếu mà cái nguồn không đạt công suất nhất định thì nó sẽ gây ra hiện tượng là nó hay bị hỏng. Được chưa? Cho nên cái nguồn chất lượng ấy nó luôn cho chúng ta hoạt động bền bỉ, cũng như hiệu năng của chúng ta là khi chúng ta hoạt động đó. Như các bạn xem đây có một cái nguồn đó, đây là nguồn công suất thực, nó lúc nào nó cũng đem lại cái chất lượng cho chúng ta trải nghiệm. Đấy, ví dụ như nguồn no name ngày các bạn mua khoảng một các bạn mua khoảng 100 hoặc 200, thậm chí là các bạn chỉ mua mấy chục thôi các bạn, cái bộ nguồn này đó, nhưng mà về cái chất lượng của nó thì hoàn toàn nó không bảo đảm cho các bạn khi các bạn chạy những main đắt tiền. Những main đắt tiền như này nó có thể là ví dụ như main 1 triệu, 2 triệu, một tí main 3 triệu, CPU có thể là 6 đến 7 triệu, được chưa? Đó, các màn hình nữa cũng có thể 6 đến 7 triệu. Đấy. Thì các bạn thấy là chạy những nguồn no name nó khoảng vài chục như này nó xây ra hệ thống reta. Thay vì chúng ta phải là sử dụng những nguồn no name, các bạn sẽ chọn một cái nguồn công suất thực và nó điện của nó luôn ổn định. Ví dụ như cái nguồn này chẳng hạn công suất thực của nó là 600W nhưng mà có thể là kéo lên đến công suất thực của nó là 500W nhưng mà nó có thể kéo lên đến 600W các bạn ạ. Đó. Vì các bạn chi ra một cái tiền cho một cái nguồn này, giá của nó khoảng là 1 triệu, 1 triệu hơn một cái, một cái nguồn như này, nguồn chất lượng mà nó được bảo hành chính hãng nữa. Và các bạn sau đó thì các bạn chạy thoải mái, nó luôn nguồn điện của nó luôn ổn định và nó bảo vệ điện áp khi quá tải, khi có gì trục trặc ấy thì máy của chúng ta sẽ hoạt động và nó sẽ bền bỉ hơn. Các bạn, như các bạn đang chọn là cái nguồn ấy, cái nguồn các bạn chọn cái nguồn máy tính ấy, nó là một trong những liều thuốc độc, nó sẽ giết dần nốt mòn cái hệ thống máy tính của chúng ta nếu các bạn chọn đúng không đúng nguồn chất lượng. Khi các bạn chọn một cái linh kiện hay khi các bạn chọn một sản phẩm gì đó, thứ nhất là các bạn chọn những sản phẩm chính hãng, được chưa? Rẻ một chút nhưng mà nó chính hãng thì lúc nào nó cũng tốt hơn. Ví dụ như các bạn chọn nguồn công suất nó thấp hơn một chút nhưng mà nó chính hãng. Ví dụ như các bạn chọn những bộ nguồn có công suất khoảng 380W hoặc 350W thì thay vì các bạn chọn những bộ nguồn không rõ nguồn gốc nhưng mà cái watt của nó là lớn nhưng mà thực chất là cái công suất của nó sẽ lại không thực như thế. Đó, cho nên là các bạn lưu ý nhá. Đó, cho nên là để tránh cái hiện tượng là các bạn phải mua lại nhiều cái nguồn. Thay vì các bạn đầu tư một cái nguồn nó chất lượng vừa bảo vệ cho toàn bộ hệ thống của chúng ta hoạt động bền bỉ. Đó, đó là cái một số vài điều cho của mình. Các bạn có thể tham khảo, hiện nay có rất nhiều khu vực bán cái dòng sản phẩm này. Các bạn có thể tham khảo ở Lazada, Tiki, được chưa? Đó, có rất là nhiều. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video và chúc các bạn thành công.